cho biết rằng là cái tầm nhìn của Tony về dòng sản phẩm cũng giống như ngày đầu tiên mà Tony đang được giới thiệu, Tony nhìn như thế nào và cái vision của Tony đó thấy trong tương lai nó sẽ vô trong cái ngành nail của mình như thế nào? Dạ. Thì khi mà cái ngày cảm ơn chị Phượng, cái ngày đầu tiên á mình thấy cái cơ hội của New Skin và sau khi mình tìm hiểu những dòng sản phẩm của New Skin á, cái trong đầu mình nghĩ là làm sao cái dòng sản phẩm này đưa vào trong tiệm nail để giúp cho tiệm nail tăng cái income. Thì trong những năm gần đây á, cái tiệm nail của mình đang đi vào cái thời kỳ gọi là suy thoái mà ta không biết cách nào để vượt dậy. Thì cái đó là cái đầu tiên mà hồi xưa giờ chị nó hoàn toàn khác với cái ngành của mình. Cái mình là làm supply, mình làm sao á mình để mình lấy tiền đâu á, chứ mà đâu có chỉ là kiếm tiền đâu. Nhưng mà cái này mình vô đây mình thấy wow, với những cái này có thể giúp được cho người Việt Nam của mình bằng cách là tăng thêm cái thu nhập. Bây giờ anh chị à, anh chị nào ở đây là chủ tiệm nail? Thì bây giờ nếu như anh chị làm chủ một tiệm nail hay là anh chị làm CEO của công ty, anh chị có cách nào để giúp cho công ty anh chị tăng 20% mỗi năm hay không? Tại vì anh chị là CEO của công ty mà, đúng không? Nếu như anh chị không có cách nào là cái công ty anh chị sẽ chết, sẽ phá sản, phải đóng cửa. Anh chị cứ chính hỏi chính bản thân mình á, mình làm chủ cái tiệm mình có cái phương pháp nào để giúp cho cái tiệm của mình tăng lên trên 20% mỗi năm chứ không phải là 10 năm. Bây giờ thời buổi này anh chị không phải là mở cửa ra để chờ khách tới mà. Hồi xưa mười mấy năm trước yes anh chị mở cửa ra khách nó tràn vô đúng không? Nhưng mà bây giờ chị mở cửa ra chị cứ ngồi hy vọng khách nó tới mình no. Tại sao có những tiệm rất đông mà có những tiệm không có khách? Tại vì người ta biết cái cách. Thì giờ anh chị muốn biết cách đó không? Yes. Mà chị nghe rồi chị có làm không? Chị có cái phương pháp mà để giúp cho chị tăng không á, cái phương diện mà mình làm, mình làm kinh doanh ha. Thứ nhất mình phải hiểu được cái ngành nail mình làm cái gì. Mình làm dịch vụ đúng không? Tất cả những người thợ nail là dịch vụ. Thì bây giờ cái dịch vụ chị phải làm sao nó khác những tiệm khác thì chị mới tăng được. Thứ nhất là dịch vụ nha. Thứ gì nữa là sao? Khi mà chị dịch vụ, chị phục vụ, cái gì nó quan trọng trong dịch vụ của chị? Sản phẩm. Sản phẩm mới chất lượng. Chứ nếu chị làm dịch vụ mà chị lấy sản phẩm dở mà chị đo lên làm sao có được, đúng không? Khách hàng bây giờ nó rất có chuyên nghiệp, nó khác với hồi xưa chị xài cái gì á khách nó cũng không biết á. Nhưng mà bây giờ khách là đã mấy chục năm nay nó dùng, nó làm trên bàn tay rồi, nhiều khi nó còn lâu hơn anh chị nữa. Mà nhiều khi tâm lý với người chủ tiệm nail á, thôi khách không biết đâu, xài cái rẻ rẻ tiền được rồi. Thành ra đó là lý do chị giết chính tiệm anh chị. Và cái thứ ba nữa đó, để giúp cho chị tăng hay không, tại vì nếu như mình không có tăng khách hàng thì sao? Mình phải làm sao mình lấy tiền của khách hàng mà không phải lấy tiền một cách mà giống như là không phải mình dụ dỗ người ta lấy tiền. Có rất nhiều người á cái hay dùng cái chữ mình nghe dụ, thấy không? Dụ người này làm cái kia, dụ người kia làm cái này đi. Chị có nghe nhiều cái câu đó không? Yes. Nhưng mà khi mà chị nghe cái dụ thì sao? Cảm thấy như nó phi pháp bất lương, đúng không? Như mình lấy cái gì của người ta nhé, tự nhiên cái đầu mình xét xuống cái mình không dám nói. Nếu như chị nghĩ rằng mình còn gì đó để phục vụ cho người ta, nha, mình phải làm sao mình offer một cái service. Mình đừng bây giờ có một số người nghĩ là cái người khác không có tiền thôi đừng nói nữa. Anh chị làm sao biết được trong túi người ta có tiền không, đúng không? Bây giờ mình cho một cái ví dụ thôi cho anh chị thấy nè. Mình cũng là người rất là lôi thì 18 năm nay mình đi hớt tóc có một chỗ một thôi. Cái chú đó là khó tóc cho mình mà chỉ có người đó thôi. Thì một cái bữa nọ đó, cái chú đó chú bị bệnh gì đó chứ không có. Thì có một người trẻ hơn, cái đợi qua cắt tóc. Vừa cắt tóc xong cái anh trẻ đó nói anh Tony anh gọi đầu không? Nói yes. Rồi anh lấy máy tay không? Mình nói yes. Khi mà ra ngoài làm xong mình trả 30 đồng, thường thường là 10 đồng thôi. Bây giờ ra mình trả 30 đồng mà mình còn cho thêm 10 đồng tiếp nữa mình happy. Tại vì mình cảm thấy nó nhẹ nhàng. Có nghĩa là chỉ thấy 18 năm nay cho ông kia ông không biết lấy tiền của mình. Mặc dù có trong túi mà ông vẫn lấy, đúng không anh chị? Anh chị đồng ý không? Tại vì mình nghĩ là cái ông đó không có tiền, nhưng mà mình đâu có biết được. Nhưng mà ngược lại mình còn cho 10 đồng tiền tiếp nữa mà mình happy, cái người kia happy. Anh chị thấy anh chị có làm cho người nào mà ta trả nhiều tiền mà ta cho thêm nhiều tiền tiếp không? Yes, đúng không? Tại ra nếu như chị offer cho ta một cái dịch vụ nào đó tốt thì người ta sẵn sàng làm. Anh chị biết mặt đo nộ, người ta training cho một người đứng bán hàng thôi. Chỉ còn nói, do you want a lunch? Anh chị có nghe không? Anh chị nào đi ra mà đâu đồ, chị nghe tao hỏi câu đó không? Khi mình làm order xong nó hỏi
nó sẽ đem về cho bà đó là 100 triệu đồng extra mỗi năm từ một câu nói, đúng không? Do you want a lot? Thì bây giờ cái ngành nail của mình là cái pedicure là cái ngành mà đang làm ăn ra, thì mình chưa hỏi là do you want a deluxe? Một câu hỏi thôi, người ta chọn hay không là quyền của người ta. Người ta đến thì mình làm dịch vụ, mình lấy tiền, chứ đâu phải là mình móc túi người ta đâu. Mình hỏi người ta rồi, người ta có quyền lựa chọn, đúng không? Nhưng mà khi mình chỉ làm gì người ta muốn, người ta làm rồi á, thì quan trọng là thứ nhiều gì, sản phẩm mình chỉ phải khác biệt thì người ta sẵn sàng trả tiền. Tại sao cái điều đó của người Việt Nam mình không có phát triển mạnh cho đến khi những năm gần đây? Tại vì anh chị dùng sản phẩm nó không có khác gì hết. Cái regular, cái deluxe đó, giống nhau, chỉ có cái lần câu thêm thời gian thôi. Anh chị có đồng ý không? Chính xác. Thì khi mà khách hàng làm nó không thấy khác thì sao? Thì sao nó làm nữa không? Mà tại sao có một số tiệm làm deluxe quá rồi? Anh chị có thấy có tiệm nào làm rất nhiều deluxe không? Đó là cái chỗ lý do tại sao. Tại vì nó chỗ khác biệt cái chỗ sản phẩm. Nail supply 20 năm, mình rất hiểu rõ sản phẩm đó có cái gì. Và mình nói chưa có một sản phẩm nào compare với lại New Skin. Even OPIC Creative, giống như là Cutica, Cutio, chị đem bất cứ cái brand name nào anh chị đang xài, những hàng xịn nha. Còn anh chị mua trong cái loa galon là cái đó. Mình làm cho supply thì chị biết, chị nhúng cái tay vô thử 5 phút, chị lúc đó nó đỏ hết trong tay chị luôn. Đúng không? Tại vì nó hóa chất nó quá nhiều. Mà chính anh chị cũng biết mà, đúng không? Mà chị biết cái hàng chị đang dùng như thế nào, và cái hàng New Skin là như thế nào, đúng không? Mà chị biết cái nào tốt hơn? Mà tại sao không xài cho khách? Lại sợ không dám nói chuyện? Mình biết nó tốt, mình biết nó xịn, mà không dám nói. Mà cái hàng dở nên cứ nói ào ào. Nó bây giờ tại vì đó là mình nghĩ thôi, cái đó là anh nghĩ chứ không phải là khách nghĩ. Tại vì chính mình nói bây giờ nè, một cái nữa cho chị thấy sẵn đây cái có việc mình chia sẻ với chị em luôn. Nếu như chị đã tạo cái sự khác biệt, tại sao New Skin nó khác biệt? Người ta mua ý mình không có compare gì được. Mình phải làm cho khác biệt chứ đừng nghĩ là nó mắc hay nó rẻ. Ok. Chứ là chị nhớ là cách đây 5-7 năm cái gel nó ra đời, đúng không? Cái collagen, cái gel, cái Medicure mà chị nghĩ là khó thế nào mình nâng lên 5 đồng. Khi mà chị làm Medicure khó là nghĩ là nâng lên 5 đồng lắm. Mình nghĩ không bao giờ. Nhưng mà bây giờ thì sao? Cái gel color nó ra đời, ý mình trả double money người ta vẫn trả. Mặc dù người ta vẫn lấy the same color, cũng cái màu đỏ đó. Cái regular nước sơn cũng màu đỏ đó, người ta đều làm sơn giống nhau. Mà tại sao cái này người ta trả double money? Anh chị có thấy không? Tại vì sao? Mà người ta trả double, mà người ta vô cái refresh đó tại sao? Tại vì nó last longer, nó khác biệt. Còn nếu như chị làm một cái deluxe bình thường thì có 30 phút là nó mất tiêu, nó khô rang lại thôi. Nhưng mà nếu như chị làm cái deluxe của New Skin, một ngày sau nó về nhà nó cho còn mịn màng thì sao? Nó thấy khác biệt liền, vì sao nó tới nó điểm thấy cho nó liền? Tại vì mình có rất nhiều chị nail, từ lúc mà đưa New Skin vô bây giờ tăng từ 1 đến 3 ngàn. Bây giờ khách hàng vô làm cái này không? Thật ra chị nói mình chứng minh chị thấy là nhiều người đã sử dụng cái này và tăng thu nhập. Chỉ có chị, anh chị có muốn, anh chị có tin và anh chị muốn ứng dụng hay không thôi. Anh chị là giám đốc công ty mà, tùy vào anh chị quyết định của chị. Chứ không phải là mình không nói thừa. Chỉ nếu nhiều gì nó không quét là hàng ngàn điểm nail kia nó không quét rồi. Đúng không? Chỉ có ở chính mình thôi. Không? Và vừa trong thời gian vừa qua 3 năm mình nói là mình có thể khao. Trong mặt khao của mình là trên 5.000 điểm nail dùng cái sản phẩm này và mình interview tiệm nào cũng tăng hay không. Tiệm nào happy nhé. Còn nếu không thì sao? Người ta không bao giờ lose đồng nào hết. Vậy giờ không xài đi thì sao? Trả lại hay để rốc nó mất đồng nào không? Bởi vì mình nghe nói nếu nó tiệm nào làm New Skin tôi bị lỗ là chuyện vô lý. Đúng không? Chị mua nhiều bộ, chị làm, chị kiếm tiền rồi. Chị bán, chị có lời nữa rồi. Mà chị tạo nguyên tính cái tiệm chị, tại vì chị sai hàng tốt. Cái thu nhập thứ ba là sao? Cái thu nhập thứ ba là từ cái chỗ mà chị phải làm sau retail. Anh chị làm có tiệm nail, chị sở hữu tiệm nail mà chị không được theo là một mất mát vô cùng to lớn. Ở đây ai nói làm để giàu? Ai nói là nói tôi đi làm để giàu? Buôn bán cái giàu chứ làm sao mà đi làm cái giàu, đúng không? Có nhiều người nói là tôi làm, em làm sẽ kiếm tiền giàu, đúng không? Chị làm thì chị đủ sống thôi, đúng không? Chị bán cái chị mới giàu. Thì ra chị bỏ qua cái đó quá nhiều, còn có một cái tủ nhỏ nhỏ trong tiệm thôi. Nhưng mà từ cái đó rồi thì sao? Khách hàng là biết nhiều về New Skin,
chị có thể chia sẻ được sản phẩm và đồng thời chia sẻ tiếp với cơ hội nữa. Mà có đó, đó là một cái mà tuyệt vời. Anh chị muốn thành công là chị phải thành công trong chính cái tiền anh chị trước. Nếu như mình mà không đủ 3.000 chiếc vi ra ngoài nói chuyện ai nghe? Đó là lý do tại sao cái team mình nó slow. Đúng không? Anh chị muốn dạy người khác trước hết. Trước hết mình phải trở thành leader trước. Mình phải dạy người khác. Mình phải là người good trước. Good student trước. Nếu như mình không good student, tiệm mình không làm hết tiền thì làm sao chỉ người khác? Cái niềm tin của chị là yếu. Còn nếu như tiệm chị lúc nào cũng volume 5.000, 7.000, 10.000 thì ra ngoài chị nói ai cũng nghe hết. Đó là cái sự khác biệt tại sao mình slow mà tại sao những tiệm khác làm rất là good. Đó là những cái mình muốn chia sẻ với chị. Cho một tràng pháo tay cho cô Lê Trạng. Các anh chị em cũng biết là nếu anh chị em nào là chủ tiệm nail thì các anh chị cũng phải đi tới gặp mấy ông chủ supply mua đồ thôi. Mà bây giờ ngày hôm nay ông chủ supply đứng trên đây đã phân tích cho các anh chị rồi. Các anh chị chỉ đừng còn một chọn một đường một phần nghe thôi à. Là bởi vì mua đồ nó khi còn trả lại được mua đồ của ông Tony đã trả thêm được á. Xong là không có cho trả nữa đó. Đúng không? Cho nên ở đây